muốn cho nó có trí tuệ. Rồi cái da heo này á, nó đã chín sơ sơ hết rồi, và tôi không có muốn nó chín thêm nữa nên tôi vớt ra. Cái này á, là tôi sẽ ướp gia vị vô để dành cắt ra mấy sợi sợi cho nó ăn. Còn cái này á, tôi muốn nó ăn đồ luộc nên tôi sẽ luộc cho nó chín hết cỡ luôn. Chín hết cỡ đó là hồi miếng da heo nó chín đó, mình đút cái đũa xuống mình đâm xuyên cái lớp cái đũa qua cái da heo luôn. Lúc đó là da heo ăn được cái đất mềm lắm luôn rồi đó, ăn là nó sọc luôn. Ok, ở nhiệt độ này hình như là thích hợp lắm cho cái da heo nó chín mềm.